Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin liên quan đến vụ việc đất sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, thì từ ngày 31 tháng 12 vừa qua, thì một số đơn vị của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay. Thế nhưng vào sáng nay, một số đối tượng đã có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, sử dụng bom xăng để tấn công lực lượng chức năng, dẫn tới hậu quả là 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối thiệt mạng và một đối tượng khác bị thương. Yêu cầu các đối tượng đầu hàng, đừng để hành vi đi vượt giới hạn. Mặc dù các đối tượng chức năng đã dùng loa kêu gọi không được hành động vượt quá giới hạn, nhưng các đối tượng chống đối vẫn rất manh động. Chúng đã ném bom xăng, sử dụng lựu đạn, giao phóng tấn công lực lượng chức năng. Kế hoạch tấn công và hung khí đã được các đối tượng khai đã chuẩn bị từ trước đó. Một trong những đối tượng sau khi bị bắt cho biết được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo sử dụng các loại vũ khí trên. Cụ Kinh bảo là cứ cho ba thằng chết đấy là phải chạy hết. Thì ông Hiểu bảo cái ném bom xăng ấy là cùng chết. Thì anh Công ấy bảo là không phải bàn gài nói nhiều, cứ vào là chiến. Sự manh động hung hãn của các đối tượng đã khiến ba đồng chí công an hy sinh do bị tấn công bằng bom xăng. Tại hiện trường đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Khi tổ công tác vào cổng làng Hoành thì bị một nhóm đối tượng chống đối một cách quyết liệt. Chúng đã sử dụng quả nổ, bom xăng và đã sử dụng 2 quả lựu đạn để ném vào tổ công tác. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động và yêu cầu các đối tượng không được sử dụng vũ khí và không được tấn công lực lượng chức năng. Nhưng mà các đối tượng ở đây thì là chúng tôi xác định là có một cái nhóm 2 năm gần đây là khoảng 30 đối tượng trong 2 năm qua đã thường xuyên có cái sự chống đối quyết liệt. Cơ quan công an xác định các đối tượng tấn công lực lượng chức năng lần này chính là những đối tượng vẫn thường xuyên gây rối trong 2 năm gần đây. Cơ quan công an cho biết là cơ bản nhóm đối tượng chống đối đã bị bắt giữ hết. Hiện thì các lực lượng làm nhiệm vụ đã làm chủ được toàn bộ tình hình, bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo sức khỏe tính mạng của người dân và việc thi công tường rào sân bay Miếu Môn thực hiện theo đúng kế hoạch. Hiện nay các đơn vị liên quan đang xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Trước sự việc nghiêm trọng này thì dư luận xã hội rất bàng hoàng, đau xót và thương tiếc cho ba cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ý kiến của luật sư và người dân bày tỏ không chấp nhận được những hành vi bạo lực, chống đối người thành công vụ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của một số đối tượng. Thì tôi thấy là cái vụ việc này cũng rất là nghiêm trọng. Cái chỗ Đồng Tâm này thì đã có kết luận của thanh tra thành phố, thanh tra nhà nước, nên là có những cái gì mà chưa đúng, nhân dân chưa đồng thuận thì lẽ ra phải kiến nghị cùng với các cấp lãnh đạo, cùng với nhân dân để cùng giải quyết thì nó tốt hơn. Chứ đừng không nên để những cái vụ việc mà nó đau lòng xảy ra. Theo tôi thì việc người dân mà sử dụng các cái vũ lực và chống đối, chống trả với cơ quan chức năng như vậy đó rất là một cái hành vi rất là tiêu cực. Có thể nói rằng cái vụ việc xảy ra như thế này thì là một trong những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng của cái vấn đề là áp dụng pháp luật, thực hiện những vấn đề áp dụng pháp luật để giữ gìn an ninh trật tự. Thì trong đó tôi cho rằng cái việc mà để xảy ra đến tính mạng của những người thực thi công vụ và các chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng là một việc vô cùng là đau đớn. Có thể là có những cái người chưa hiểu biết được pháp luật, thì qua đó cũng có thể có những người kích động gây rối. Thì rõ ràng ở cái vụ việc này là một việc đặc biệt nghiêm trọng, thì chắc chắn là các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng phải vào cuộc mở một cái cuộc điều tra, xem xét rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của những cái cá nhân để có thể áp dụng pháp luật làm sao nó đảm bảo một cái tính đúng đắn và khách quan. Chúng ta cần phải sống, làm việc và tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Những cái hành vi chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng là vi phạm pháp luật, mà đặc biệt hơn là vi phạm pháp luật hình sự. Bất luận trong trường hợp nào thì chúng ta cũng không thể hành động vượt quá khuôn khổ và quy định của pháp luật. Rõ ràng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm pháp luật hình sự và luật pháp có chế tài để xử lý. Sử dụng các bom xăng rồi lưu đạn để chống đối người thi hành công vụ gây tổn hại đến sức khỏe tính mạng của người khác là một hành vi sai trái với quy định của pháp luật, thì cần phải lên án và xử phạt nghiêm khắc. Cái việc xảy ra sáng nay thì phải nói là nó là nghiêm trọng. Để các chiến sĩ hy sinh trong cái lúc mà làm nhiệm vụ như thế này thì tôi nghĩ là chúng ta
phải làm triệt để bằng những biện pháp mạnh để chấm dứt những cái việc này. Nếu không cẩn thận thì những cái phần tử xấu nó sẽ lợi dụng ở đây, nó tung tin, nó phá hoại, thì có thể mất tình đoàn kết quân dân. Những người vi phạm pháp luật ở Đồng Tâm chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Chúng ta xây dựng một xã hội phải nghiêm minh như vậy mới được. Chứ diễn ra như vậy mà để cái thời bình này mà để cho máu của các chiến sĩ đổ thì về mặt cá nhân cũng như đại diện của nhân dân thì tôi thấy bất bình và không thể chấp nhận được. Tôi thực sự là tôi lên án những cái hành động như vậy, và tôi rất mong muốn rằng với những kẻ mà quá khích cầm đầu thì nên phải được trừng trị theo đúng pháp luật. Cái hành động đó là nó sử dụng gọi là vũ khí, rồi nó sử dụng gọi là chống đối người thi hành công vụ. Với cơ bản là sự việc đó là họ đã sai từ đầu rồi. Những đối tượng sử dụng bạo lực chống người thi hành công vụ này sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam.